Ủa con ở đợi chút không?
Đường lên, đường lên túi thương nhớ, Lavender túi thương nhớ nè. Nhưng mà leo dốc đi vào 300m và leo dốc lên. Đi hơi bị đuối. Đây, đường thì nhỏ, cái này thì nếu mà đi xe máy thì khả năng là có thể chạy vào được. Mà nếu mà đi xe 4 bánh thì mình phải bỏ ở đầu hẻm và lại bỏ vào khoảng 300m. Bây giờ thì đây, trời đang có một cục mây ở phía trên. Không biết là có mưa hay không, hy vọng là không mưa để mà có ảnh đẹp. Đó, con đường đi vào. Cố lên. Hy vọng đừng mưa. Sắp mưa. Thank you.